người nha mọi người. Hôm nay thứ sáu với chủ đề Võ Lâm. Phùng mời mọi người nhớ đến Hương Nam theo dõi Hương Nam mọi người. Bây giờ đang chuẩn bị nè, chuẩn bị ủi đồ cho buổi tối đêm nay. Đặc biệt hơn nữa là đêm thứ bảy nha mọi người, là đêm ngày mai với chủ đề Hương Nam by Night 4. Và rất là hoành tráng và rất là đẹp nha. Sân khấu với đêm trang trí rất là hoành tráng đẹp lắm mọi người ơi. Và mong mọi người ngày mai thứ bảy và đúng vào lúc 19 giờ là 7 giờ là chúng em lên đèn phục vụ quý vị rồi. Và 6 giờ là quý vị đến đây dành chỗ ngồi được rồi nha quý vị. Và đầm sen que Hương Nam chúng em đang chào đón quý vị đến tham gia tham dự và ủng hộ cho Hương Nam chúng em thật là nhiều nha mọi người. Đó, mọi người thấy không? Đây là phòng nè, quá trang, mọi người đang quá trang chuẩn bị tối đêm nay. Đó, đây anh trai mới vô đòn nha, Tony Dũng. Dũng ơi, giao lưu với mọi người đi em. Rồi mọi người thấy không đó, Tony Dũng mới gia nhập với Hương Nam của chúng em nha mọi người. Còn đây là Ái Liên đó, Ái Liên ơi, thành viên cũ Hương Nam nha mọi người đó. Mùa dịch qua em cũng ở nhà, hôm nay một tháng trời nay em đã cộng tác với Hương Nam trở lại. Ái Liên có lời gì nói với khán giả bà con cô bác với Hương Nam của mình không nhà mời Ái Liên? Rồi mọi người ơi, đây là chị Hương Nga nha mọi người. Chị Hương Nga đang make up chuẩn bị cho đêm diễn tối đêm nay. Đó, đêm thứ 6 với chủ đề là Võ Lâm truyền kỳ. Đó, chị Nga có đôi lời nói đến khán giả của Hương Nam mình đi chị Nga. Mỗi lần là có chương trình về của Hương Nam là khán giả là khỏi nói tới rồi. Lúc nào cũng người giỏi nhất cũng là Su Su. Su Su cũng bài ra cái nghệ thuật này rồi tính nghệ thuật khác là đủ thứ hết trơn, đủ môn, đủ trò, đủ phái hết trơn. Là giỏi nhất là Su Su. Ngày hôm nay là ngày Võ Gia Lâm truyền kỳ, là phải nói là mọi người vô từng nhân vật rất là hay, ác ra thiện ra thiện. Rồi hôm nay có thêm chị Trà My nữa, mời chị Trà My về. Mời chị Trà My về chắc đóng cái môn phái ngũ độc quá à. Ngũ độc. Môn phái gì quên rồi, môn phái mà môn tà đó. Nên ngũ độc. Ngũ độc đúng rồi, ngũ độc. Còn đây nè mọi người, đây là người em của Phụng nha, rất là đẹp. Đây Cúp Đi Miu cũng mới tham gia với Hương Nam của chúng em nè mọi người. Miu ơi, dạ. Nói chuyện gì với khán giả Hương Nam mình đi Miu. Hello tất cả mọi người nha. Và cũng cái chủ đề là tối nay là tối thứ 6 thì chủ với chủ đề là Đại hội Võ Lâm. Thì tất cả các thành viên trong nhóm Hương Nam sẽ hóa thân thành những sẽ bận trên người là một trang phục cổ trang và hóa thân thành những nữ kiện tướng, những anh hùng trên của những môn phái không? Những môn phái. Thì mọi người hãy đến Giải Trí Việt. Giải Trí Việt nha mọi người nha. Rồi mọi người nhớ ủng hộ cho kênh Giải Trí Việt nha. Đó, Giải Trí Việt lúc nào cũng đem Hương Nam lên để những gì mới nhất, những sự kiện gì hay nhất lên Giải Trí Việt để cho mọi người ủng hộ tham gia tham dự cho Giải Trí Việt và gánh hát lô tô Hương Nam của chúng em. Còn đây nè, không thể nào thiếu nha. Để có đôi lời chị nói với khán giả. Trước hết là chúc cho khán giả tất cả các khắp mọi nơi, khán giả của Hương Nam và tất cả khán giả ở đoàn khác cũng vậy, là xin chúc cho khán giả có một cái mùa xuân sắp tới nè, ai cũng được mạnh giỏi, được bình an và cái công việc được tốt, là có tiền nhiều để nuôi nấng cho các cô nàng lô tô. Xin chúc cho khán giả của Giải Trí Việt và khán giả của Hương Nam và đón cái Tết năm nay là đoàn Hương Nam
sẽ có những cái tiết mục rất là hay, những chương trình hàng đêm rất là hay, nhiều tiết mục. Cái đó là mình giấu kín, rồi mỗi ngày mà sẽ xem cái trên fanpage của Hương Nam đó, rồi mọi người sẽ biết từng cái chi tiết của tiết mục. Và mỗi ngày Su sẽ sổ vàng chơi lô tô, vừa xem các cô nàng lô tô hay, hát hay, múa giỏi, còn thêm cái chương trình lô tô trúng vàng hàng đêm. Và bắt đầu chuẩn bị mùa xuân từ 20 đổi lên tới mùng 10 Tết là mỗi đêm một chiếc xe nha quý vị. Quý vị đón xem, đón xem Hương Nam, rồi lên đón xem và chơi lô tô nha quý vị. Xin chào quý vị rất là nhiều. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người. Mọi người nhớ nha, một mùa xuân năm mới, cậu Nam thay mặt cánh hát lô tô Hương Nam cầu chúc cho những khán giả của Hương Nam và những khán giả của Giải trí Việt một năm mới thật nhiều sức khỏe, an khang, thịnh vượng. Và đừng quên nhớ đến ủng hộ lô tô Hương Nam của chúng em mùa dịp xuân 2022 tại Đầm Sen Que nha mọi người. Xin chào.